Ái kính chào anh chị em. Hôm nay chúng ta có lời nguyện phó dâng số 014. Khác với mọi khi chúng tôi chọn một lời nguyện đã có sẵn, có khi là một bài thơ, có khi là một cái lời nguyện được dịch từ một lời nguyện của một linh mục nào đó ở Pháp, ở Mỹ. Lần này chúng tôi chọn ngay một lời nguyện của một chị ở trên Facebook. Lời nguyện có thể không hay theo cái kiểu là văn chương, nhưng mà nó lại là một lời nguyện phát xuất từ tấm lòng trong hoàn cảnh của Sài Gòn đang gặp đại dịch. Đây là những tâm tình rất là sống động, rất là có thật, nên có thể là câu văn không được trau chuốt, có thể là bố cục không được hoàn chỉnh, nhưng thiết nghĩ là một lời nguyện dâng lên cho Chúa Giêsu lại phát xuất từ con tim, nên nó lại là một lời cầu nguyện thấm thía. Lời cầu nguyện mang tên lời nguyện cho Sài Gòn trong những ngày chống dịch. Tác giả: chị Thảo Maetzon. Lạy Chúa Giêsu, trong những ngày này, người Sài Gòn chúng con buồn tả buồn tơi. Chúng con biết đây là nỗi đau chung của nhân loại, của quê hương đất nước Việt Nam chúng con và của riêng thành phố Sài Gòn thân yêu của chúng con. Trải qua gần cả tháng trời hưu quạnh, co cụm trong những đợt giãn cách 21 ngày này đến 21 ngày khác tiếp theo, Chúa ơi, từng khu phố này đến những đoạn hẻm kia, đâu đâu cũng có hàng rào ngăn cách. Buồn ơi là buồn. Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang cô đơn, đang sợ hãi, vì không biết đến khi nào thì tới phiên mình đây. Nhìn sang nhà hàng xóm bị đưa đi cách ly, mà chạy lòng thương xót cho số phận từng người một. Cả nhà xếp thành hàng một, lớn nhỏ đều tay xách nách mang, bao nhỏ bao lớn, trên người mang nguyên bộ đồng phục y tế xanh rờn, ra đi lặng lẽ trong buồn tủi hoang mang. Chúa ơi, tuy con không phải hòa trộn giữa những con người ấy, nhưng con hiểu và cảm thông với họ nhiều lắm. Lạy Chúa Giêsu, giờ đây con chỉ biết lặng thinh nhìn lên thánh giá Chúa để xin Chúa cho con được đồng cảm với sự thương khó của Chúa. Chúa ơi, con luôn tin rằng Chúa hằng chở che cho con suốt những năm tháng vất vả đã qua. Con xin dâng lời cảm tạ Chúa. Bây giờ xin gìn giữ con trong tay yêu thương của Chúa. Xin hãy cho con đủ sức để chiến đấu với cơn đại dịch này. Xin hãy cho con đủ sức để cùng vác thánh giá của con, của đồng bào con, của thành phố Sài Gòn quê hương đất nước Việt Nam chúng con. Để Chúa Giêsu xin giúp con đánh tan nỗi sợ hãi này, nỗi sợ hãi gặp người lạ, nỗi sợ hãi bị lây nhiễm, nỗi sợ hãi bị cách ly và buồn thảm trong cô đơn tuyệt vọng. Lạy Chúa Giêsu, giờ này người Sài Gòn chúng con đau đớn với biết bao nỗi khổ trong cơn đại dịch này. Bao nhiêu người đang ngày đêm hãi hùng sống chết với căn bệnh sao quá đau thương. Chúa ơi, xin chữa lành chúng con. Cuộc đời này chúng con xin phó dâng hoàn toàn nơi Ngài. Xin Chúa cho con, cho tất cả chúng con được nghe thấy tiếng Chúa, nghe thấy những lời thân thương Chúa nói ngay bên tai: Thầy đây, con đừng sợ. Xin Chúa cho con, cho tất cả chúng con nghe thấy tiếng Chúa Giêsu, nghe thấy những lời thân thương của Chúa nói ngay bên tai: Thầy đây, các con đừng sợ.
sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Xin cảm ơn anh chị.